Nếu được hỏi về nơi nào của Việt Nam có nhiều con gái đẹp nhất thì miền Tây chắc chắn sẽ là một trong những đáp án đúng nhất. Không quá phóng khoáng hay hiện đại, con gái miền Tây cũng đẹp nhưng đẹp một cách mộc mạc mà chẳng kém phần thu hút. Nếu bạn không tin thì hãy ngắm ngay loạt gái xinh đến từ miền Tây mới được khai cuộc này đi, đảm bảo bạn sẽ phải tự gật gù, gái miền Tây thực sự làm anh ngất ngây rồi đấy. Miên Trần có tên thật là Trần Bảo Ngọc, sinh năm 1996, đến từ Sa Đéc Đồng Tháp, là một di sinh miền Tây điển hình. Cô nàng được cư dân mạng chú ý khi đăng ảnh khoe bố mẹ mình thời trẻ. Nhìn sống mũi cao, đôi mắt sâu, nụ cười nhẹ nhàng của Ngọc, nhiều chàng trai thừa nhận mình đã trúng tiếng sét ái tình. Hiện tại, Ngọc đang làm công việc phiên dịch. Những lúc không có dấu, cô nàng nhận làm mẫu ảnh và chuyên về làm mẫu ảnh án dài gì quả thực, nhìn cô nàng vô cùng hợp với trang phục truyền thống duyên dáng này. Ngoài án dài, Ngọc cũng thử nhiều phong cách khác và trông vẫn thu hút như thường. Trước đó, cư dân mạng cũng từng suýt xoa vì một cô bạn xinh xắn khác đến từ miền Tây. Đó chính là Lê Quỳnh Ngân Quỳnh, đến từ Long An. Cô gái được dân mạng chú ý lần này sở hữu gương mặt trái xoan vừa nhìn đã có cảm tình, làn da trắng tươi, đôi mắt to và sâu, đặc biệt là sống mũi cao khi chụp góc nghiêng nhìn cực Tây. Quỳnh nổi bật trên lẫn ngoài đời nhờ sở hữu chiều cao 1m12, dốc dáng nuột nà, gương mặt xinh xắn và rất chịu khó make-up, chụp ảnh. Cô bạn tiết lộ mình từng là thí sinh vào khá sâu của một cuộc thi nhan sắc nhưng quyết định không đi tiếp. Quỳnh Khả Di sinh năm 1999 tại Cần Thơ, sinh viên ngành dược, Đại học Y Dược Cần Thơ là một cái tên khác xứng đáng lọt vào hội hoa di miền Tây. Di từng gây sốt nhờ bức ảnh diện đồng phục quân sự mà vẫn xinh đứt ngay. Cô bạn này cao 1m15, sở hữu làn da trắng mịn, đôi mắt to cuốn hút người nhìn toát lên thần thái tự tin, thông minh. Thành tích học tập của cô bạn xinh xắn này cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ với cả loạt thành tích như giải ba cấp quốc gia, cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn, nằm trong đội tuyển học sinh giỏi văn và đội tuyển thực hành hóa. Phạm Mỹ Tiên sinh năm 2002, quê Cần Thơ, là một cô nàng miền Tây khác từng gây sốt bởi bức ảnh chụp lén trong ngày khai giảng. Sinh ra và lớn lên ở Cần Thơ nhưng hiện tại, Mỹ Tiên đang theo học trường trung tiểu học Bét Ký tại thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Nhờ gương mặt xinh xắn, dốc dáng mảnh mai cùng gu ăn mặc tinh tế, không khó hiểu khi nhiều người nhận xét Mỹ Tiên sẽ trở thành một hoa di sáng giá trong tương lai.